Có lẽ ngoài những giá trị độc đáo về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và điêu khắc, đền An Xá hay còn gọi là đền Đậu An thuộc xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên còn kết tinh những giá trị đặc sắc, độc đáo về vật thể và phi vật thể. Chính vì thế mà các thế hệ người dân nơi đây đã đời nối đời truyền cho nhau một câu ca vô cùng nổi tiếng để nói về sự hấp dẫn của đền Đậu An. Tỉnh Nam vui nhất phủ dày, vui thì vui thật, không tày Đậu An. Câu ca đó cho thấy chuyện xưa tích cũ, những giá trị vật thể, phi vật thể ẩn chứa trong lòng đền Đậu An. Ngôi đền cổ có khởi nguồn trên 2.200 năm tuổi vẫn còn nguyên giá trị, là tài sản, nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và mãi là niềm tự hào của các thế hệ người dân xứ Nhãn. Khi bước chân tới đây đấy thì trước hết là tôi cảm nhận được cái sự linh thiêng của cái di tích này và rất là xúc động. Và vì vậy cho nên ấy, tôi nghĩ rằng là cái việc mà nhiều người hành hương tới đây, rồi các nhà nghiên cứu quan tâm tới di tích này đấy, cũng là cái điều dễ hiểu, là bởi vì đây là cái nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, cái ngọn tháp, cái bệ thờ đều làm bằng đất nung. Và cái này nó trở thành một cái di sản có thể coi là vô giá. Đấy cũng chính là cái nét đặc sắc của đền Đậu An. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm một ngôi đền ở Việt Nam. Tôi cảm thấy như có một duyên phận nào đó mà tôi mới có thể đến đây. Tôi rất vui vì một người bạn đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm không khí linh thiêng và lịch sử ở nơi này. Tôi rất mong chờ một ngày sẽ được quay trở lại tham quan và vãn cảnh ở đây. Thưa quý vị và các bạn, đền Đậu An tự hào là ngôi đền còn lưu giữ được nhiều hiện vật, cổ vật có giá trị đặc biệt, đặc sắc về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, mỹ thuật, kiến trúc nghệ thuật. Đó là tháp đất nung mang phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 16, 17. Một nhang án bệ tượng thờ bằng đất nung đặt tại hậu cung của đền. Một khánh đá cổ niên hiệu Vĩnh Trị năm 1676, đời vua Lê Hy Tông. Một chuông đồng niên hiệu Cảnh Hưng thứ 34 năm 1773, thời vua Lê Hiển Tông. Hai bia đá thời Nguyễn. Đó đều là những hiện vật, cổ vật vô cùng quý giá, tạo nên những giá trị đặc biệt, đặc sắc của di tích đền Đậu An. Đặc sắc về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc. Cách đây 35 năm, năm 1989, đền An Xá đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Với những giá trị độc đáo và đặc sắc ẩn chứa trong lòng ngôi đền, ngày 31 tháng 12 năm 2020, đền An Xá đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Tiếp đó, ngày 25 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 2198 công nhận tháp đất nung đền An Xá là bảo vật quốc gia. Hơn một năm sau, ngày 30 tháng 1 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 41 công nhận bệ thờ đất nung hiện lưu giữ tại cung cấm đền An Xá là bảo vật quốc gia. Mới đây nhất, ngày 10 tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 3435 ghi danh lễ hội truyền thống đền An Xá là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trải qua năm tháng với biết bao thăng trầm, chiến tranh, hỏa hoạn, rồi thiên tai, thế mà nơi đây còn giữ được những cái di vật kích cỡ rất lớn. Đấy, cái ngọn tháp, cái bệ thờ đều làm bằng đất nung.
đất nung, gốm đấy, là những cái hiện vật rất tiêu biểu cho thời Trần. Cho nên là nó là của một cái thời đại đấy, vô cùng đặc sắc trong lịch sử Việt Nam. Cho nên cái giá trị của những cái bảo vật quốc gia tại đền Đậu An này đấy, thì có giá trị vô cùng lớn lao. Ở đây chúng ta có thể thấy cái tháp này nó khác với tháp Phật. Cái tháp này bằng đất nung, mà tháp đất nung thì sớm nhất. Đặc biệt cái tháp này nó không phải là tháp Phật, bởi cái tháp Phật thường nó theo số lẻ. Nhưng riêng cái tháp ở cái đền Đậu An có 10 tầng. Trên cái tháp này thì người ta thấy cái ước vọng của con người được đặt vào trong những cái mảng chạm rất là rõ ràng. Cái ước vọng ấy nó được hội tụ bởi nhiều dòng chảy văn hóa. Một là tín ngưỡng dân gian, hai là cái ước vọng gắn với tư duy nông nghiệp. Ở đấy rất nhiều hình ảnh khác, ít nhiều nó có liên quan đến đạo Phật. Giả dụ như là ở cái cửa của thần, cửa của tầng tháp ấy, là có hai bên, mỗi bên có ba con rắn, mà rắn là tam độc, tam xà, tức đồng nhất với cái tam độc, mà đối với nhà Phật nó là tham sân si, đó là dục vọng. Hay là chúng ta thấy ở bốn cái đế tháp có bốn cái con quỷ ngồi dưới dạng của một lực sĩ nâng các tầng tháp trước cái sức mạnh của thần thánh mà đỉnh cao là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trước tiên, nói về bảo vật quốc gia tháp đất nung đền An Xá. Tại tầng số 2 của tháp có dòng chữ Hoàng Triều Cảnh Trị Ngũ Niên Trùng Tu Tháp Đậu An. Dịch nghĩa: tháp đất nung đền An Xá được trùng tu vào năm Cảnh Trị thứ 5, 1667, thời Lê Trung Hưng. Theo các chuyên gia, đây là ngôi tháp còn khá nguyên vẹn và là ngôi tháp đất nung duy nhất của đạo giáo còn tồn tại đến ngày nay. Qua nghiên cứu, các chuyên gia thống nhất nhận định, đây là ngôi tháp đất nung có số lượng đồ án trang trí phong phú và đặc sắc nhất, vừa mang tính chất tôn giáo, vừa mang đậm nét dân gian. Tháp được tạo tác bằng chất liệu đất nung có niên đại thuộc thời Lê Trung Hưng. Thân đế bệ bằng đá có niên đại thời Mạt. Tháp được xây dựng bằng phương pháp thủ công truyền thống với kỹ thuật nung, được trau chuốt, chạm khắc tinh xảo và vô cùng độc đáo. Tháp được thiết kế theo bình đồ hình vuông, nhỏ dần về phía ngọn. Thân tháp chia thành 10 tầng. Mỗi tầng tháp đều trổ cửa nhìn ra bốn phía theo lối cửa cuốn tò vò. Càng lên cao, các tầng thu hẹp dần theo đỉnh tháp. Trên thân tháp có ghi chữ Hán, đánh dấu số thứ tự các tầng tháp. Toàn thân tháp trang trí dày đặc những họa tiết hoa văn. Đỉnh tháp đặt một quả hồ lô tròn, đặc, miệng và cổ bình vươn cao, thân cong tròn. Chân đế của bình gắn liền với đỉnh của tháp. Đỉnh tháp được coi là nơi giao hòa giữa trời và đất, là con đường thăng thiên giáng trần của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nói về bệ thờ đất nung hoa sen đặt tại hậu cung của đền An Xá, theo giáo sư Lâm Biển, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, đây là hiện tượng gốc độc bản quý hiếm. Bệ thờ được cấu tạo bởi nhiều khối đất nung khác nhau gắn kết lại với nhau để tạo thành một bệ thờ hoàn chỉnh có dạng khối hộp hình chữ nhật. Nhìn tổng thể, bệ thờ có dáng như một tòa sen lớn. Bệ thờ cao 135 cm, dài 290 cm, rộng 106 cm. Bệ thờ được chia làm 4 phần: mặt bệ, thân bệ, chân bệ và đế bệ. Hoa văn chủ đạo được trang trí trên bệ thờ đất nung hoa sen đền An Xá là hình rồng. Rồng được chạm khắc trên cả mặt trước và sau. Phần thân bệ thờ được trang trí với nhiều tư thế và động tác khác nhau, với những đường nét uyển chuyển, tạo cảm giác như rồng đang bay lượn giữa đất trời giao hòa. Đây là một chi tiết của nghệ thuật thời Mạt.
đan xen với hình rồng là hoa văn hình hoa sen, hoa cúc. Ở bốn góc chân bệ thờ còn trang trí họa tiết hoa văn, đường vân xoắn, nổi khối. Tất cả đều được tạo tác tỉ mỉ, mềm mại, vô cùng độc đáo. Căn cứ vào tài liệu hiện vật còn lưu giữ tại di tích, các chuyên gia nhận định di tích được khởi dựng từ khá sớm, muộn nhất vào khoảng thế kỷ thứ 16-17. Đây là bệ thờ đất nung hiếm gặp, là hiện vật gốc được đặt trong một ngôi đền vốn là quán đạo hiếm hoi của văn hóa đạo giáo còn lại trên mảnh đất Hưng Yên. Với những giá trị đặc sắc và độc đáo, ngày 30 tháng 1 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 41 công nhận bệ thờ đất nung hiện lưu giữ tại cung cấm đền An Xá là bảo vật quốc gia. Sau hơn 2 năm tháp đất nung đền Đậu An được công nhận là bảo vật quốc gia và sau hơn 1 năm bệ thờ đất nung tại đền tiếp tục được công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 3435 ghi danh lễ hội truyền thống đền Đậu An là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Với những quyết định mang tính lịch sử của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có thể khẳng định di tích đền Đậu An là tài sản, nguồn tài nguyên vô giá của Hưng Yên. Tiên Nữ là vùng đất cổ được coi là trung tâm châu thổ sông Hồng, nơi có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng rất đỗi tự hào. Thời kỳ nào mảnh đất này cũng ghi dấu đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển chung của tỉnh, của đất nước. Thế kỷ thứ 10 khi còn có tên là vùng đất Kê Nạc, ở huyện Tiên Nữ còn lưu giữ được 138 di tích các loại, trong đó có một di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, đền An Xá. Để tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa di tích quốc gia đặc biệt, tôi đề nghị các ngành chức năng của tỉnh, cấp ủy chính quyền huyện Tiên Nữ thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý di sản văn hóa và di tích lịch sử văn hóa, thực hiện có hiệu quả chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Năm 2023, đền Đậu An triển khai số hóa tại khu di tích. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet và thực hiện thao tác quét mã QR, du khách sẽ có đầy đủ và chính xác các thông tin, hình ảnh về các hạng mục, hiện vật, bảo vật có tại đền. Qua đó, góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch tại tỉnh Hưng Yên. Nhằm bảo lưu, gìn giữ, phát huy các giá trị của di tích, cùng với tiếp tục chú trọng bảo tồn, nâng cấp các hạng mục. Ngay trong những tháng đầu năm 2023, huyện Tiên Lữ, Ban Quản lý Di tích Đền An Xá đã đầu tư triển khai chương trình số hóa di tích Đền Đậu An. Dự án số hóa di tích Đền Đậu An được ví như cuốn cẩm nang du lịch số rất tiện lợi và hữu ích, giúp nhân dân, quý khách thập phương dễ dàng truy cập, tra cứu, tìm hiểu thông tin về đền Đậu An. Đây cũng là di tích đầu tiên của huyện Tiên Lữ thực hiện công tác số hóa di tích nhằm quảng bá, giới thiệu về lịch sử, các giá trị văn hóa đặc sắc độc đáo của đền Đậu An, một trong những di tích quốc gia đặc biệt trên vùng đất phố Hiến, Hưng Yên. Tại đền Đậu An, cái số hóa này cực kỳ thuận tiện cho tất cả mọi người. Chỉ cần một thao tác quét mã QR thôi là tôi có thể tìm được rất nhiều thông tin ở trên điện thoại của mình ạ. Chúng tôi có rất nhiều điểm có mã QR mà chúng ta có điện thoại thông minh, quét mã QR vào. Thì trong mã QR người ta sẽ hướng dẫn là trước khi vào đến khu di tích thì có những cái cảnh quan như thế nào và đi đến đâu thì đều có hướng dẫn cụ thể và chi tiết về ngôn ngữ theo chữ Nho, rồi chữ quốc ngữ chúng ta không hiểu được thì cũng đã được dịch ra để cho là chúng ta nắm bắt được. Với những giá trị độc đáo và đặc sắc ẩn chứa trong lòng ngôi đền, hàng năm đền An Xá đã thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan chiêm bái, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa. Đền Đậu An ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến du lịch tâm linh không thể thiếu của du khách thập phương mỗi khi về với Hưng Yên.
giải thoát tiêu à dao. Cầu cho qua khỏi kiếp này đời sau giải thoát bên đầy phúc duyên. Ngôi đền này thì kiến trúc thì rất là cổ kính. Khi đặt chân ngôi đền thì có một cảm giác rất là bình an và thoải mái, giống như là quay trở lại quê hương thứ hai của mình ấy. Năm nào đoàn Hải Phòng chúng tôi cũng đều về. Ấn tượng của tôi ở đây chính là cái tình cảm mà ban tổ chức và cũng như là người dân ở đây, bắt đầu từ đến quang cảnh từ ở ngoài xa, đó là ở ngoài cổng, thì thấy được một cái sự ấm áp, một cái sự tươi vui, và nó có một cái trật tự, một cái sự sắp đặt đấy rất chi là chu đáo. Khi bước chân về đây thì tôi thấy là cái ngôi đền này cũng rất là linh ứng, không gian kiến trúc cảnh quan đấy đây là rất là tuyệt vời. Nhất là về mùa hè ấy, thì nó quá là mát mẻ, tôi rất là thích là về đây, bởi vì hầu như năm nào cũng về. An ninh trật tự ở đây thì rất là đảm bảo an toàn. Ngày nay phát triển văn hóa như là khai thác một nguồn tài nguyên ấy, đã trở thành xu thế của thế giới. Chúng ta có thể đi khắp năm châu bốn biển cũng như là khắp cả nước của chúng ta đấy, thì đều thấy rằng là những cái giá trị văn hóa, những cái di sản của cha ông để lại đấy, nó không chỉ là cái giá trị tự thân mà đã được mở rộng ra, tạo ra những cái sản phẩm phục vụ du lịch, phục vụ công việc giáo dục văn hóa và truyền thống, nhân lên cái giá trị vốn có. Tôi lấy thí dụ, tôi có nhìn thấy một cái mẫu cái tháp Đất Nung này đấy được làm nhỏ lại, thì đấy là một cái kỷ niệm du lịch rất là quý. Hay tôi nói đến cái chuyện diễn sướng, thì những cái câu chuyện ly kỳ như thế thì kể thì nghe biết vậy, nhưng nếu tổ chức những cái show diễn, những cái đêm diễn để tái hiện lại toàn bộ những gì ở đây, từ chuyện Ngọc Hoàng Thượng Đế xử án, rồi chuyện đánh cọp đánh hổ, nó nhiều chuyện hay lắm. Đấy, thì cái đó nếu như tạo ra diễn sướng đấy, thì có thể giữ chân du khách qua đêm để người ta xem những cái vở diễn như thế đấy. Thì cái đó rõ ràng là phải có một cái kết hợp, phải có một cái nghiên cứu đấy, phải có một cái quyết tâm của lãnh đạo đấy, và cái di sản này đấy, chúng ta cần phải có cái nghiên cứu sâu hơn. Các cái nhà đầu tư có tâm đầu tư cho văn hóa bây giờ rất nhiều, nếu chúng ta lôi cuốn được họ thì chúng ta có những sản phẩm văn hóa hoàn toàn đấy, là nó vượt trên những cái gì mà chúng ta đang có. Với không gian cổ kính yên bình cùng với những giá trị đặc sắc độc đáo về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc, trong khoảng 20 năm gần đây, di tích quốc gia đặc biệt Đền Đậu An đã trở thành điểm đến tham quan hấp dẫn, một địa chỉ du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, nơi tìm về cội nguồn vô cùng hấp dẫn của đông đảo du khách thập phương. Để thúc đẩy du lịch ngày một phát triển, cách đây 5 năm, ngày 26 tháng 1 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 380 đưa Đền Đậu An vào quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngay sau khi được đưa vào quy hoạch, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện Tiên Lữ, với sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và nhân dân địa phương trong việc tổ chức và phát huy các giá trị của di tích, sau hơn một năm, ngày 23 tháng 4 năm 2019, Đền Đậu An đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 981 công nhận là điểm du lịch. Những quyết định có tính lịch sử của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về di tích quốc gia đặc biệt Đền Đậu An đã thực sự trở thành nền tảng, kim chỉ nam, tạo động lực quan trọng thúc đẩy cho du lịch của Tiên Lữ nói riêng, của Hưng Yên nói chung ngày càng phát triển, ngang tầm với tiềm năng và lịch sử.